Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự từ luật rừng đến nghị định rỡm do nhà báo Phạm Trần biên soạn Quý Châu trình bày. Kính thưa quý vị, tiếp theo trong chương trình hôm nay, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi luật rừng về tự do tôn giáo, trích đoạn từ bài viết nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, từ luật rừng đến nghị định rỡm do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Kính thưa quý vị, trong suốt chiều dài 63 năm lịch sử đen tối của Việt Nam kể từ khi Đảng duy nhất cầm quyền độc tài cộng sản cai trị miền Bắc năm 1954 đến năm 2017, họ đã không ngừng ban hành các biện pháp kiểm soát tôn giáo, chiếm đoạt tài sản của giáo hội và kiềm chế nhà tu hành không chịu chui đầu vào rõ cho Đảng nắm đầu. Vì vậy, nếu tính từ sắc lệnh 234 ngày 14 tháng 6 năm 1955 về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng do ông Hồ Chí Minh ký ban hành cho tới nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo sắp công bố, sau khi đã có luật tín ngưỡng tôn giáo mới năm 2016 thì sẽ thấy bàn tay của nhà nước cộng sản Việt Nam đã bóp cổ tôn giáo đến chỗ gần chết tươi. Điều đáng nói là luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, đã bày vẽ ra 68 điều trong chính trương, với mọi mánh khóe để coi các tôn giáo là thù địch của chế độ cần phải kiểm soát chặt chẽ. Bằng chứng của những cấm đoán được chứng minh trong Điều 5 luật tín ngưỡng tôn giáo, gồm phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo, ép buộc mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Luật không giải thích rành mạch những ẩn ý mơ hồ của nhà nước, nên họ sẽ tha hồ và tùy tiện để vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh và tung ra mưu trước gai bẫy người có đạo. Đó là lý do tại sao trong nhận định ngày 1 tháng 6 năm 2017 Hội đồng giám mục Việt Nam đã chỉ trích chính quyền nhìn các tổ chức tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng. Các giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam viết: Do cách nhìn như thế, trong luật tín ngưỡng tôn giáo có những điệp khúc được lập đi lặp lại nhiều lần như theo quy định của pháp luật, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo hoặc những khái niệm mơ hồ trừu tượng như xâm phạm quốc phòng, an ninh, xâm phạm chủ quyền quốc gia, xâm phạm trật tự an toàn xã hội môi trường. Những điệp khúc và những từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi chính quyền không hài lòng. Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ trích luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua đã có những bước lùi so với hai bản dự thảo luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến. Những bước lùi được vạch ra gồm Trong dự thảo năm ngày 17 tháng 8 năm 2016, nhà các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở giáo mục theo hệ thống giáo mục quốc dân Điều 53 và được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Điều 54. Nhưng trong luật tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề này được gói gọn trong Điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ hồ. Được tham gia các hoạt động giáo mục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân tạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Tham gia thế nào? Tham gia mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc thành lập cơ sở không? Như vậy, nếu so sánh với các bàn dự thảo 4 và dự thảo 5, thì luật tín ngưỡng tôn giáo có những bước lùi. Hội đồng giám mục Việt Nam còn vạch ra rằng, ngoài ra, luật tín ngưỡng tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin cho. Bộ luật này không dùng từ xin phép và cho phép, thay vào đó là các từ đăng ký, thông báo, đề nghị. Việc thay đổi từ ngữ như trên tạo cảm giác có sự cởi mở hơn, nhưng vì các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với chính quyền và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin cho. Cơ chế này cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người, nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo. Trong khi đó, Hội đồng Liên tôn Việt Nam quy tụ nhiều chức sắc của năm tôn giáo lớn, cao đài, công giáo, Phật giáo, Phật giáo hòa hảo và tinh lành có mục đích tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, cũng đã hoàn toàn bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo trong kháng thư đề ngày 20 tháng 10 năm 2016. Kháng thư viết rằng, mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ xưa tới nay về tôn giáo, kể từ xác định tôn giáo năm 1955, nghị quyết 297 năm 1997, pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 tới luật tín ngưỡng tôn giáo sắp ban hành. Tất cả đều không ngoài mục đích dục bạo lực hành tránh kết hợp với bạo lực vũ khí để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần, các quyền tự do và tài sản vật chất, đất đai, cơ sở của các giáo hội để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sách và tín đồ can đảm mãi cho tới hôm nay nhằm làm cho các thực thể tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập, bạo hành và gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lĩnh vực khác nữa. Như vậy thì những toan tính bóp nghẹt tôn giáo để kiểm soát người theo đạo của nghị định có rỡm và thừa không? Hay nhà nước chỉ muốn cho dân biết vì đảng vô thần nên bị mắc bệnh tâm thần cũng là điều dễ hiểu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích luật rừng về tự do tôn giáo, trích đoạn từ bài viết Từ luật rừng đến nghị định rỡm do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Quý Châu xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng. Quý vị có thể xem lại chương trình hôm nay vào ngày mai lúc 6 giờ 30 sáng. Bích Phượng có mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào sáng mai 9 giờ 30 giờ Hoa Thịnh Đốn. Kính chúc quý vị có được một ngày an lành bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào. Thánh thất cao đài và đền thờ Phật mẫu cao đài Wichita, Kansas. Trân trọng kính mời, quý chức sắc, chức việc, đồng đạo cùng quý đồng hương đạo tâm, vui lòng bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự lễ kỷ niệm để thất chu niên ngày an vị và khánh thành thánh tích cao đài Wichita Kansas 2010-2017. Mừng các cơ sở đạo đã hoàn mãn đại lễ trung ương 2017 tại 5505 No Armstrong Street Wichita Kansas 67204 vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy ngày 12 tháng 7 năm đinh dậu dương lịch ngày 2 tháng 9 2017 mọi chi tiết xin liên lạc với chánh trị sự Nguyễn Văn Hai điện thoại 316 516 8564 Thiệp mời giáo sứ các thánh tự đạo Atlanta Georgia do linh mục Francisco Xavier trọng quốc tuấn chính xứ kính mời quý đức ông quý cha quý tu sĩ nam nữ quý khách quý thành viên và gia đình đến cùng cảm tạ hồng ân thiên chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria các thánh tự đạo Việt Nam ước mong xây dựng thánh đường nay thành hiện thực với thánh lễ và nghi thức đặt viên đá khởi công xây dựng thánh đường lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật 27 tháng 8 năm 2017 do đức cha Wilton D. Gregory tổng giám mục Atlanta chủ tế tại 4545 Timers Way, North Cross, Georgia 30093 trân trọng kính mời mọi liên lạc xin gọi ông Ferro Nguyễn Thành Danh chủ tịch hội đồng mục vụ 678 910 8100